Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Lao Đồ Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày sắp sửa cuối tuần. Xin được kính chúc các bác và anh em chuẩn bị có một ngày nghỉ cuối tuần đầy bình an và hạnh phúc. Và hôm nay thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin phép được giới thiệu các bác và anh em một con da đeo cất xét dòng siêu khủng. Con này là một trong những con được rất nhiều các bác là giới săn tìm, sưu tầm săn tìm. Bởi vì sao? Bởi vì con này nó rất hoành tráng, loa bát 20 phân. Và nó là một trong dòng có cái độ size rất là khủng các bác nhé. Vâng. Trước mắt các bác thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu, đó là con gì đây? Đó là con Sáp GF535 các bác nhé. Sáp GF535. Đây là một trong những con rất nhiều các bác đang có nhu cầu săn tìm. Về cơ bản thì các bác sẽ thấy là con này thiết kế rất là hình thức rất là đặc trưng. Đầu tiên các bác thấy là hai cái loa của nó là hai loa bát 20 phân các bác nhé, hai loa bát 20 phân luôn. Và công suất con này nó 10W trên một loa, rất là khủng. Con này chạy con IC cũng rất là to các bác nhé, mát tỏa nhiệt rất là to luôn. Ngoài ra thì em nó có hai cái đồng hồ vu trước mặt các bác này, hai đồng hồ vu rất đẹp luôn. Đấy. Và có hệ thống chỉnh âm thanh rất là tinh tế. Đây, tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể thấy cái hình thức của em nó đây ạ. Đây toàn bộ hình thức của em nó này các bác này. Được giữ rất đẹp, rất mới các bác nhé. Qua rất nhiều chục năm rồi nhưng giữ được rất đẹp, rất mới luôn. Đây, các bác có thể thấy đây. Toàn bộ hình thức của em nó đây. Các cái hệ thống đường viền âm mạ của sang quắc xuyên cương luôn các bác nhé. Phải nói là giữ được những con đẹp này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cả một cái vấn đề. Đấy, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Các bác có thể thấy hệ thống nút của nó này. Đó. Sáng bóng xoay gương này. Đấy, nó mới này. Đấy, các bác thấy không? Đồng hồ trong vắt luôn. Các hệ thống phím của nó rất đẹp các bác nhé. Đây. Và cái phía bên đằng sau này các bác này. Cái tay cầm các bác này rất đẹp, cả hai bên đều rất đẹp luôn. Đây. Các bác lưu ý là tôi quay con nào, tôi quay sơ di. Và tôi sẽ báo giá chi tiết ở cuối video các bác nhé. Con này có line in line out các bác này. Đây là line in này, đây là line out này. Line out, tôi sẽ thử ra một cái loa bên cạnh này. Đây là line out. Đây, tôi sẽ quay model này các bác này. Sáp GF535. Và số sơ di của nó là 0128 các bác nhé. Đuôi 0128. Đó là sơ di của nó. Em này còn giữ hình sau, hình thức còn rất mới các bác nhé. Rất là mới luôn. Đó. Tôi sẽ báo chi tiết giá để các bác tiện cân nhắc. Em này sử dụng IMFM full 108 luôn các bác nhé. Đây, tôi sẽ test âm thanh để các bác sẽ tiện theo dõi đây. Cắt xét này các bác này. Vì quê nghèo xa quá đâu có. Đây các bác này. Con này tìm bài rất là tốt nhé. Con này có cả đến 5 nhớ các bác này. Đây là phần tìm bài đấy. Còn đây là công ty mét của nó các bác này. Công ty mét. Đây tạm dừng các bác này. Hai đồng hồ vu rất đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn. Đây cái này có trình tốc độ nhanh chậm các bác này. Đây. Nhanh chậm. Tôi ở đơn vị xa. Đã lâu không về. Đó, nó có trình tốc độ nhanh chậm rất là hay. Trình check bát trước mặt luôn các bác nhá. Con này là một trong những con size rất là khủng luôn và hình thức còn giữ được quá mới. Đây các bác này. Tôi đi tôi lại này, rất khỏe các bác nhá. Này, tôi lại này các bác này. Tìm bài tốt các bác nhá. Này tìm bài rất là tốt luôn các bác này. Ok, thấy chưa? Tìm bài rất là tốt luôn. Các bác này tinh hai đồng hồ vẩy khác nhau hoàn toàn nhá. Theo loa. Con này có 5 nhớ các bác này. Con này có 5 nhớ các bác này. Đây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 nhớ tất cả các bác nhá. 5 nhớ liền. Rất là hay luôn. Đó là phần cassette các bác nhá. Đây các bác này. Cassette của em nó đây. Đầu tử rất mới các bác này. Đó các bác thấy không? Đầu tử nguyên chỉ rất mới luôn. Cơ trắng phau. Được bảo dưỡng cực kỳ kỹ lưỡng các bác nhá. Quá kỹ lưỡng luôn. Đây, tôi sẽ test cho các bác cái phần cassette đấy. À phần xin lỗi, phần radio. Có chuyện tưởng tượng viển vông gì cả. Em không được tưởng tượng gì hết. Sky nói thêm. Em hứa, Jay nói. Và mình phải nói với bố trước, Rosalind nói. Mình có thể bỏ qua những điều em nói về bà Tifton được ở trang 26. Em sẽ cho chị tìm tư. Thưa quý vị và các bạn,
Việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông và Trân Thành tỉnh Bình Phước là tin vui với chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực tỉnh phỏng vấn nhanh ông Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về ý nghĩa và tầm. Em học sinh tới trường, đấy là một bóng dáng của quê hương, kỷ niệm của thời thơ ấu. Tuy nhiên là khi nhận bài hát, sao đem bánh quy bình thường nó phải nhận ra mời cậu ta chứ? Sky nói, chọc chọc bát bột bánh bằng chiếc môi gỗ. Đó thì tôi cũng đề nghị chính phủ cũng cần xem xét đánh giá điểm rất này các bạn nhá. Đây ai em các bạn này. Học an ninh và của đời sống xã hội tỉnh và các cái huyện mà. Một cả, em chỉ nhớ bài hát mẹ đã hát về mẩu sô-cô-la đang đi lên thiên đường bánh quy và chuyện em bôi bột lên tóc trên thôi. Rosaline giành lấy bát và muôi, chỉ cách trộn rồi đưa chúng lại cho Sky. Chị biết thừa là trên sẽ làm rối tung mọi. Đây tôi sẽ thử các bác cái phần layout ra này. Đây là in các bác nhá. Đây in này đang thử này các bác này. Đây. Đây các bạn này. Đây. Đấy, kêu bình thường các bác nhá. Đấy, cả hai bên này. Đây cái này follow các bác này. Đấy, follow cái to nhiều. Còn lại in thì nó vừa phải thôi. Đấy, để lại in layout các bác nhá, tôi sẽ thử cái đường layout này. Để mình đi ra cái thiết bị này này. Đây. Layout đấy. Đây tôi cắm vào này các bác này. Đây, layout sẽ bật lên các bác nhá. Đây là layout này. Anh ấy có một đấy. Bụi cây trên thùng xe các bác thấy không? To lắm. Kêu ra luôn. Chắc là bụi không hồng nhận loa này. Đấy. Anh khắc ni thắng bà TikTok 1-0 rồi. Đấy các bác thấy không? Và vén lại tóc. Rosalie, đừng bỏ em lại một mình. Quốc gia, ban quản lý dự án điện miền Trung phối hợp với tỉnh liên quan đóng điện dự trữ áp 500 kV Thanh Hóa. Em thấy các ni ở chỗ chuồng nhốt cún. Đấy, các bác em gãy tai chạy ra ngoài luôn và cố tìm cách bắt chuyện với Paris. Đây. Một phút trước, Paris đang chơi trò múa ba lê với cún, nhưng bây giờ bé lại đang đứng im phăng phắc, giả vờ như người vô hình vậy. Tắt mở nguồn này các bác này. Còn đây là IMFM này các bác nhỉ. Đó. Ok. Con này là một trong những con rất là hoàn hảo luôn. Tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột gan để các bác thấy rằng cái quy trình bảo trì bảo dưỡng của chúng tôi rất là kỹ lưỡng các bác nhé. Đây các bác này, cái phần ruột gan của con GF535 này này. Đó, tháo hết ra thằng là bảo dưỡng kỹ lưỡng như này các bác này. Từng ni từng tí một luôn như các bác nhé. Đó, tất cả được tháo rời từng chi tiết ra thằng bảo dưỡng như này. Đây, toàn bộ cái phần vỏ các bác xem. Như mới tinh thì bảo dưỡng nó phải như thế. Đây. Đấy. Giặt từng ly từng tí một xong phơi hết lên các bác nha. Đấy. Quá trình bảo dưỡng nó phức tạp, nó cầu kỳ này lắm chứ không phải cái chuyện là như các bác là thổi bụi đâu. Tôi làm đây phơi nắng này, hôm nào có thời tiết nắng phơi nắng này này. Khô kiệt hết luôn. Đấy. Tất cả các linh kiện đều được giặt từng ly từng tí một như này. Thì đây là cái phần ruột gan của nó các bác nhé. Để các bác nghiên cứu được là cái quá trình bảo dưỡng của trung tâm nó tất cả nó đều cầu kỳ và đều phức tạp như này các bác nhé. Chứ không phải cái chuyện là thổi bụi như một số anh em vẫn đang làm. Cái đấy mà tôi không làm như vậy mà tôi làm theo tính chất là kỹ lưỡng để các bác có một cái sản phẩm cầm trong tay nó phải là tuyệt vời. Đấy nhá, cái phần ruột của nó các bác nhé. Sau khi các bác thấy cái quy trình bảo dưỡng bảo trì của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng như vậy thì các bác thấy cái chất lượng của nó như thế nào? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Tiền nào của đấy xứng đáng với đồng tiền nào của đấy các bác nhé. Và con này tôi xin phép được báo giá chi tiết để các bác tiện cân nhắc và tiện theo dõi. Tôi nói lại về cái chiều dài cơ sở con này là chiều ngang của con này nó hơn 60 phân các bác nhá. Con này nó tầm khoảng 67 phân các bác nhá, 67-68 phân. Và chiều cao của em nó 40 phân các bác nhá. Đấy, 40 phân. Lên chiều hết lên trên này nó là 47 phân là lên tận quai. Và chiều sâu của em nó là gần 20 phân các bác nhá. Gần 20 phân. Đấy, và con này là một trong những con bảy rất là hoành tráng bởi vì nó quá đẹp luôn. Cho các bác bảy rất là hoành tráng luôn. Và hiện tại những con này thì đang để cho các bác cái giá rất đặc biệt, giá rất đặc trưng. Đó là con này để các bác là giá 9.9 triệu. Đấy, 9.9 triệu là một trong những con xứng đáng để các bác sưu tầm.
Con này thì cũng rất nhiều những đơn vị bán khác nhau. Đại đa số những con đẹp là đều mười mấy triệu. Và con này có thời điểm lên đến 15 triệu. Nhưng hiện tại những con này trung tâm đang bán cho các bác là 9 triệu 9. Các bác đã có một con đẹp xuất sắc luôn, đẹp long lanh luôn. Và cái giá thành của nó sẽ đi theo với chất lượng của nó các bác nhé. Và cái quy trình bảo dưỡng bảo trì của trung tâm từ trước giờ vẫn kiên định với một cái tiêu chuẩn là chất lượng. Mọi cái đều làm kỹ lưỡng và chất lượng các bác nhé. Đấy, thì đây là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Các bác đã có được con nào mà được các hệ thống phím nút rồi các hệ thống đường viền âm mạng đã sáng quắc soi gương này thì không phải là nhiều. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào nút chia sẻ cũng như là ấn nút like để cho nhiều các bác khác cùng đam mê có một cái biết được kênh để mình có những cái sự giao lưu, tham quan cũng như là chia sẻ với nhau các cái kinh nghiệm cũng như là các cái nhu cầu mua bán các bác nhé. Trên kênh có rất là chi tiết về cái thông tin địa chỉ cũng như các cái Google Map cho các bác để các bác tiện giao dịch. Ngoài ra thì trung tâm ở đây có rất nhiều các cái sản phẩm mà các bác không thấy quay bao giờ nhưng có rất nhiều. Bởi vì trung tâm có cả đến hơn 1.000 cái đài cơ cho nên rất là nhiều. Cho nên bác nào quan tâm đến sản phẩm nào hoặc những model nào các bác có thể liên hệ để chúng tôi có cái hướng hỗ trợ các bác hình thức thanh toán và chọn lựa sản phẩm cũng như là chi tiết sản phẩm gửi cho các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.